Những cái thuốc kháng tiểu cầu khác thì trong bài phía trước anh Toàn đã trình bày rất là nhiều nghiên cứu, thì tôi xin trình bày một cái review là một vài cái nghiên cứu mà nó cụ thể trong cái phần chuyên biệt cho bệnh nhân có hẹp động mạch nội sọ. Thì đây là một cái nghiên cứu CSPS.com đăng trên tạp chí Lancet năm 2019. Mà chúng ta thấy trong cái nghiên cứu này thì cái đối tượng bệnh nhân nghiên cứu là bệnh nhân đã có nhồi máu não hoặc là TIA trong vòng 6 tháng trước đó, và có những cái ít nhất là một trong ba cái tiêu chí nguy cơ cao của bệnh nhân đột quỵ tái phát trong cái nhóm hẹp động mạch nội sọ. Cụ thể trong trường hợp này là bệnh nhân có thể một trong ba cái này: cái thứ nhất là hẹp trên 50% cái động mạch nội sọ, những cái động mạch nội sọ chính trong trường hợp này là động mạch não giữa đoạn gốc, động mạch não trước hoặc là động mạch não sau đoạn gốc trước khi tới cái đoạn mà chia thành A2, M2 hoặc là B2, A2B, N2 hoặc là B2. Hoặc là bệnh nhân thậm chí trong cái nghiên cứu này họ cũng tuyển chọn bệnh nhân có hẹp trên 50% cái động mạch ngoài sọ, họ cũng được tuyển chọn trong nghiên cứu này. Hoặc là bệnh nhân chưa có bằng chứng hẹp động mạch nội sọ trên hình học nhưng mà bệnh nhân lại có nhiều các yếu tố nguy cơ mà nguy cơ cao cho cái chuyện đột quỵ nhưng mà nó tái phát, ví dụ có ít nhất hai hoặc là trong các yếu tố nguy cơ này lớn hơn 65 tuổi, bệnh nhân có đái tháo đường type 2, bệnh nhân có tăng huyết áp, có bệnh thận mạng, bệnh động mạch ngoại biên, bệnh nhân có thuốc lá hoặc là tiền sử có đột quỵ nhồi máu não trước đó rồi, hoặc là bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim, thì đó là tất cả các yếu tố nguy cơ đều làm tăng lên cái tỷ lệ mà bệnh nhân sẽ bị một cái biến cố nhồi máu não tái phát tiếp theo sau khi bệnh nhân đã có nhồi máu não và tụ chính mạch máu lớn lần đầu rồi. Thì cái protocol cho nghiên cứu này, tất cả những bệnh nhân trước đó thì đã được xài aspirin hoặc labidopril rồi, thì sau đó bệnh nhân được randomize thành hai nhóm ngẫu nhiên, một nhóm thì thêm siloxazole vào aspirin hoặc là vào labidopril nền của bệnh nhân, và một nhóm còn lại thì vẫn là đơn trị liệu với aspirin hoặc labidopril giống như thuốc nền bệnh nhân đã xài trước đó. Chúng ta sẽ xem xét cái phân tích đối với nhóm riêng nhóm bệnh nhân ICAT và bệnh nhân có hẹp động mạch nội sọ. Trong trường hợp này thì chúng ta rõ ràng thấy được cái kết quả kết cục của nghiên cứu, cái nguy cơ tương đối hazard ratio đối với cái nhóm mà bệnh nhân điều trị dual therapy tức là kháng tế bào kép so với nhóm bệnh nhân kháng tế bào đơn thì cái nguy cơ tương đối là 0,47, tức là trong trường hợp chúng ta biết là độ giảm nguy cơ tương đối là 0,53, tức là 53%. Nói cách khác là nếu mà so với aspirin đơn thuần thì khi xài aspirin hoặc là clavidogrel đơn thuần thì khi xài kháng tế bào kép với cái việc thêm vào của siloxazole, thêm vào aspirin hoặc siloxazole thêm vào clavidogrel thì cái nguy cơ nhồi máu não tái phát giảm được 53% so với kháng tế bào đơn, và cái con số này hoàn toàn có ý nghĩa về mặt thống kê. Dĩ nhiên chúng ta cũng có quan tâm tới cái một cái safety criteria tức là tiêu chuẩn và an toàn mà đối với cái lĩnh vực đột quỵ chúng ta, đó là cái xuất huyết não hoặc là xuất huyết toàn thân. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà so sánh hai cái nhóm kháng tế bào kép và kháng tế bào đơn trong cái siloxazole này thì cái tỷ lệ bệnh nhân có bị xuất huyết nghiêm trọng hoặc là xuất huyết đe dọa tính mạng thì không hề khác biệt giữa hai nhóm kháng tế bào kép và kháng tế bào đơn. Chúng ta thấy rằng cái con số tỷ số P giữa hai nhóm này là không có nghĩa về mặt thống kê. Chúng ta có thể nói rằng so với kháng tế bào đơn thì khi thêm siloxazole vào thì cũng không làm tăng lên cái tỷ lệ bệnh nhân bị xuất huyết não hoặc là xuất huyết nghiêm trọng đe dọa tính mạng. Đó là những cái lý lẽ mà chúng ta cho những cái khuyến cáo mới nhất về xài kháng tế bào kép trên bệnh nhân nhồi máu não hẹp động mạch nội sọ. Được cũng đối với cái nhóm hẹp bệnh nhân động mạch bệnh nhân nhồi máu não hẹp động mạch nội sọ này thì một câu hỏi rất rất thường đặt ra trong bài lâm sàng. Tôi xin đề cập thêm ở đây thì trong phần trình bày của tiến sĩ Toàn cũng đã có nhắc tới rồi. Tôi cũng xin đề cập lại vì cái độ tính quan trọng và cái rất là hay làm lưỡng lự, làm dễ thắc mắc trong cái các bác sĩ phản lâm sàng và đột quỵ. Thì chúng ta coi lại những cái chỉ định cho cái vấn đề mà can thiệp nội mạch đối với nhóm bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ này, có nhồi máu não này, và đây là những cái khuyến cáo mới nhất từ 2021. Chúng ta thấy rằng quý đồng nghiệp có thể thấy ở đây cái một cái khuyến cáo có thể cân nhắc khuyến cáo ở mức 2B, tức là nên nên nên
có thể cân nhắc thôi, chứ chứ không có phải là một cái chỉ định bắt buộc hoặc là dùng routine, dùng là thường quy. Thì đối với bệnh nhân mà có hẹp động mạch nội sọ 70 đến 99%, trước đó bệnh nhân có TA hoặc là đột quỵ rồi, thì cái việc mà để phòng ngừa đột quỵ tái phát bằng cái biện pháp là can thiệp nội mạch thì nó chỉ được xem xét sau khi mà bệnh nhân đã dẫn tái phát với cái điều trị nội khoa tích cực rồi, tức là chúng ta đã cắt cầu kép rồi, chúng ta đã điều chỉnh rất là chuẩn mực về huyết áp rồi, chúng ta cũng đã xài statin liều cao để đạt được cái thoát kiệt về LDL rồi, nhưng vẫn bệnh nhân vẫn bị tái phát, thì lúc đó mới cân nhắc tới cái chuyện mà stent, tức là can thiệp nội mạch. Chúng ta thấy rất là kỹ ở đây có hai cái mức khuyến cáo ba, tức là có hại, mà cái mức chứng cứ A tức là đã hoàn toàn đầy đủ chứng cứ. Chúng ta biết rằng cái chứng cứ như phần trình bày trước của tiến sĩ Toàn thì chứng cứ mạnh nhất, then chốt nhất là từ cái nghiên cứu then chốt của Cambridge đăng trên New England vào khoảng năm 2009. Thì chúng ta thấy rằng là cái đối với bệnh nhân TA hoặc là đột quỵ mà có hẹp động mạch nội sọ cũng ở mức 70 đến 99% thì không có nên bao giờ được xem xét cái angioplasty hoặc là stenting, tức là can thiệp nội mạch như là một cái chỉ định đầu tiên, mà như ở trên đã trình bày thì nó chỉ được cân nhắc khi mà bệnh nhân đã điều trị các yếu tố nguy cơ mạch máu, điều trị nội khoa tích cực rồi mà bệnh nhân vẫn tái phát, thì lúc đó mới cân nhắc, chứ không có nên được xem xét nó là một cái nguy cơ, một cái biện pháp điều trị đầu tiên, ngay cả khi bệnh nhân mà trước đó đã có xài kháng tiểu cầu rồi. Ví dụ như một số quý đồng nghiệp chúng ta cũng có thắc mắc là bệnh nhân ở nhồi máu não do hẹp động mạch nội sọ nặng 70 đến 99% đã xài kháng tiểu cầu rồi, trước đó đã xài kháng tiểu cầu để phòng ngừa tiên phát vì những mối nguy cơ tim mạch vân vân, thì giờ chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục điều trị như vậy thì chúng ta hoàn toàn có rất là lo lắng cho bệnh nhân sẽ bị nhồi máu não tiếp theo nữa, và chúng ta chỉ định cho bệnh nhân xem xét, cân nhắc chỉ định cho bệnh nhân là can thiệp nội mạch. Tuy vậy cho tới hiện giờ xin nhắc lại là chứng cứ vẫn chưa có trong trường hợp này, và theo guideline mới nhất thì chúng ta không được chỉ định trong trường hợp này. Chúng ta cũng xem xét ở đây là một cái mức khuyến cáo mức 3, tức là mức có hại đối với cùng cái nhóm bệnh nhân này, và nhưng mà mức độ hẹp động mạch nội sọ ít hơn 50 đến 69%, thì chúng ta cũng được khuyến cáo ở đây là can thiệp nội mạch thì sẽ kết hợp chặt chẽ với cái tỷ lệ tử vong và tỷ lệ biến chứng tăng lên khi mà bệnh nhân được can thiệp nội mạch nếu so với điều trị nội khoa tích cực. Thì đó là những cái khuyến cáo mới nhất về điều trị kháng tiểu cầu cũng như là về can thiệp nội mạch trong cái guideline về phòng ngừa đột quỵ thứ phát năm 2021, đặc biệt là trên cái nhóm bệnh nhân nhồi máu não do hẹp động mạch nội sọ. Cái nghiên cứu này thì anh Toàn trước đó đã trình bày rất là kỹ rồi, tôi sẽ lướt qua thôi. Đây chính là cái nghiên cứu Sandwich trên tạp chí New England. Chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu này thì nó đã phải, trong quá trình tuyển bệnh thì nó đã phải ngừng sớm vì những cái phân tích giữa kỳ thì nó đã cho thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ đột quỵ tái phát ở cái nhóm mà bệnh nhân can thiệp nó đã cao hơn hẳn so với cái nhóm bệnh nhân điều trị nội khoa tích cực. Ví dụ trong trường hợp chúng ta thấy là 14,7% so với 5,8%. Nghiên cứu Sandwich sau đó có đăng lại sau khi mà bệnh nhân theo dõi bệnh nhân khoảng hơn 3 năm, xin lỗi, gần 3 năm, thì những cái kết cục cũng được đăng lại trên tạp chí Lancet sau đó, thì cũng cho thấy cái kết quả nó cũng đồng nhất nhất quán với cái kết quả trước đó thôi. Ở thời điểm gần 3 năm này thì cái tỷ lệ bệnh nhân bị biến chứng đột quỵ tái phát và tử vong trong cái nhóm mà điều trị nội khoa tích cực cũng thấp hơn so với trong cái nhóm mà bệnh nhân được can thiệp. Đó là một số cái khuyến cáo về kháng cầu kép hoặc là về can thiệp xin được chia sẻ và xin được nhấn mạnh cho quý đồng nghiệp. Thì phần còn lại tôi xin trình bày một cái ca lâm sàng thực tiễn về một cái trường hợp mà bệnh nhân có hẹp động mạch nội sọ và nhồi máu não tái phát, thì xin trình bày với quý đồng nghiệp và xin quý đồng nghiệp có thể cho chia sẻ thêm ý kiến trong cái phần thảo luận sau đó. Đây là một bệnh nhân nam sinh năm 1939, tức là tới thời điểm này bệnh nhân 82 tuổi. Bệnh nhân này ở Tiền Giang, và thời điểm bệnh nhân đột quỵ năm 2000 thì lúc đó
Bệnh nhân có tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và từ năm 2000, và bệnh nhân bị đột quỵ lần thứ một vào năm 2012. Tức là thời điểm đó bệnh nhân được 73 tuổi. Bệnh nhân lúc đó được điều trị ở khoa đột quỵ bệnh viện 115, với một cái bệnh cảnh rất là thường gặp, đó là nhồi máu não bên kia bên phải, nhồi máu kính mạc máu lớn, có các bệnh kèm theo là tăng huyết áp và rối loạn lipid máu. Dĩ nhiên bệnh nhân được điều trị với aspirin, kháng khí cầu, một cái statin và cái điều chỉnh huyết áp. Trong khoảng 3 năm, thì sau đó tới năm 2015, bệnh nhân có một cái đột quỵ tái phát. Trước đó thì cái lần đột quỵ năm 2012, khoảng trong một tháng sau thì bệnh nhân có hồi phục sức cơ ở nửa bên trái thì gần như hoàn toàn. Thang điểm Modified Rankin Scale sau 3 tháng sau đột quỵ thì bệnh nhân thang điểm bằng phần 2, tức là bệnh nhân chỉ còn một vài triệu chứng yếu nhẹ ở nửa bên trái thôi. Nhưng mà đến 2015 thì bệnh nhân vẫn đột quỵ tái phát yếu thêm đến người bên phải, tức là đột quỵ thêm ở phía phía não đối bên. Lúc này bệnh nhân coi như là yếu tứ chi, yếu nửa bên trái trước đó và yếu nửa bên phải mới. Và đây là cái hình chụp lại MRI não ở thời điểm bệnh nhân năm 2015 sau khi bệnh nhân bị tái phát, và chúng ta thấy có một cái ổ tổn thương cấp tính mới ở cái vùng cầu não cao, cái bán phía cầu não cao bên trái. Nó giải thích cho cái lần đột quỵ này là cái lần đột quỵ bệnh nhân bên phải, cũng như chúng ta trên cái phim tuyến xương flare chúng ta thấy có một cái những cái tổn thương cũ ở vùng vành tia bán cầu bên phải. Này là những cái di chứng cũ của năm 2012 trước đó. Ngoài ra những cái chuỗi xung còn lại chúng ta thấy những cái người cảnh thông thường gặp đối với bệnh nhân của chúng ta là bệnh nhân này trên cái chuỗi xung quadrant echo của suốt khảo sát suốt não, bệnh nhân cũng có những cái ổ vi xuất huyết rải rác trên cái vùng nhân xám hoặc là của rải rác ở hai bán cầu hai bên. Trên khảo sát mạch máu hình tớp 3D thì chúng ta thấy cái hệ thống mạch máu của bệnh nhân, mạch máu nội sọ trong cái tớp 3D này thì rõ ràng là không có trơn láng, không có tốt gì cả. Bệnh nhân có những cái hẹp động mạch nội sọ, ví dụ trong trường hợp này chúng ta nghi ngờ có hẹp động mạch não giữa bên phải. Đây là cho cái lần mà đột quỵ cũ, cũng như là những cái phần tuần hoàn sau chúng ta cũng thấy những cái tín hiệu nó không có cho thấy động mạch còn bình thường. Như vậy tại thời điểm đột quỵ tái phát ở năm 2015 này, tức là sau 3 năm của lần đầu tiên, thì bệnh nhân vẫn tuân thủ tốt các yếu tố điều, các cái điều trị tốt, vẫn gắn kết với điều trị chứ không có thay đổi. Bệnh nhân vẫn tái kháng khí cầu, vẫn điều trị huyết áp, vẫn điều trị rối loạn lipid máu vân vân. Và cái siêu âm Doppler động mạch cảnh thì ta thấy có xơ vữa ngoài sọ nhưng mà không có gây tắc hẹp có ý nghĩa độ ngoài sọ, còn độ trong sọ chúng ta đã thấy trong cái phim MRI 3D vừa rồi như đã trình bày. Như vậy bệnh nhân này một cái nhồi máu não tái phát mà ta thấy nghi ngờ nhiều tố nguy cơ, ví dụ tuổi thì bệnh nhân cũng là một cái nguy cơ từ 76 tuổi ở thời điểm 2015, bệnh nhân có tăng huyết áp, bệnh nhân đã một lần bị tái phát rồi. Cho nên ở thời điểm đó thì tôi sẽ thảo luận với người nhà là cân nhắc xài kháng khí cầu kép cho bệnh nhân. Và bệnh nhân này vì bệnh nhân trên cái hình MRI cũng đã có một số cái nguy cơ, một số cái vi xuất huyết. Đây là một những cái dấu hiệu nguy cơ bệnh nhân có thể dễ bị xuất huyết não hơn so với cái dân số thông thường. Tôi chọn cái cholesterol với cái chứng cứ rằng là cholesterol so với các kháng sinh cộng so với các liệu pháp kép khác thì nó ít bị biến chứng xuất huyết hơn. Bệnh nhân được xài cholesterol cùng với aspirin từ năm 2015. Sau đó sau cái đầu lần của quỷ thứ hai này thì yếu tứ chi bệnh nhân có cải thiện, bệnh nhân cải thiện nửa người bên phải, sức cơ lúc đó nửa người bên phải nửa người bên trái thì còn 4/5, bệnh nhân tự đi lại chậm trong nhà, trang điểm Modified Rankin Scale ở sau đó là 3 điểm. Như vậy xin kết luận lại một số cái vấn đề trong cái phần chia sẻ trình bày quý vị đồng nghiệp, thì xin mượn cái hình về cái nguyên lý tảng băng trôi Iceberg Theory, một cái nguyên lý rất là được chúng ta dĩ nhiên nguyên lý là bên văn học bởi nhà văn nổi tiếng người Mỹ Hemingway, nhà văn đã đoạt giải Nobel ở khoảng thập niên 50 thế kỷ 20 chúng ta biết rồi. Nhưng mà chúng ta cũng hãy ứng dụng nguyên lý này trong cái y khoa chúng ta tìm những cái nguyên nhân sâu hơn bên dưới so với những cái gì mà bệnh nhân biểu hiện lên một trên chỉ là một cái bề nổi của tảng băng thôi. Ví dụ trong trường hợp chúng ta là nhồi máu não thì trong tất cả các sách textbook về đột quỵ thì đều trình bày rằng nhồi máu não là một hội chứng. Thực ra nó một là một hội chứng để nhấn mạnh rằng là nó có những nguyên nhân bên dưới. Thì trong những nguyên nhân mà ví dụ như do thuyên tắc từ tim, do cơ chế mạch máu nhỏ, thì trong chủ đề chúng ta hôm nay là nguyên nhân do cơ chế mạch máu lớn, mà đặc biệt là cái vấn đề thường gặp ở bệnh nhân châu Á là xơ vữa động mạch lớn nhưng mà là động mạch nội sọ, khác gì ở phía châu Âu là động mạch ngoại sọ.
Thì nếu mà chúng ta đã đối với nhóm động mạch lớn nội sọ này, chúng ta đã xem xét những cái điều chỉnh những thuốc nguy cơ tim phát, thứ phát, tăng huyết áp, điều chỉnh lipid máu, những cái yếu tố lối sống vân vân đã điều chỉnh tốt rồi thì nên xem xét liệu pháp kháng tế bào kép để phòng ngừa bệnh nhân đột quỵ thứ phát. Kháng tế bào kép trong trường hợp này cho đến chính cứ cho đến thời điểm hiện tại có những cái kháng tế bào kép sau, ví dụ siloxetine và aspirin, siloxetine và clabidogrel, aspirin và clabidogrel hoặc là aspirin và ticagrelor, như trong phần trình bày trước đã được chứng minh là đã có chứng cứ đã được chứng minh làm giảm nguy cơ bệnh nhân bị đột quỵ tái phát. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã theo dõi, xin hết phần trình bày.